Bên cạnh Rodri, người sớm khép lại mùa giải vì chấn thương đầu gối từ cuối tháng 9, phòng y tế Manchester City đón nhận thêm nhiều cái tên khác. Jeremy Doku là cái tên mới nhất của câu lạc bộ dính chấn thương. Pep Guardiola xác nhận cầu thủ người Bỉ bị đau cơ và chưa biết khi nào trở lại. Trước đó, Jack Grealish cũng chấn thương. Kevin De Bruyne tái xuất ở cuối trận thua 1-2 trên sân Brighton. Nhưng theo huấn luyện viên Pep Guardiola, tiền vệ người Bỉ khó có thể đạt phong độ cao nhất sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Hàng thủ Manchester City là vị trí đáng lo nhất khi Guardiola buộc phải trao cơ hội cho trung vệ 19 tuổi Jamai Simpson-Pugh ra sân trước Brighton, dù cầu thủ này vừa có màn trình diễn thảm họa ở trận thua Sporting CP 1-4 tại Champions League. Tại vòng 11 Premier League cuối tuần qua, Nathan Ake và Manuel Akanji dù có mặt trên băng ghế dự bị thực chất chỉ để đủ quân số, trong khi Kyle Walker phải ra sân dù mới chỉ trở lại. Lịch thi đấu phía trước càng khiến người hâm mộ Manchester City thêm lo lắng. Sau kỳ nghỉ cho đợt tập trung các đội tuyển quốc gia, FIFA Day, The Citizen sẽ phải đối đầu với Tottenham Hotspur trên sân nhà 23/11 và Liverpool tại Anfield 1/12. Sau đó, Manchester City sẽ gặp tiếp Forest 5/12, Juventus 12/12 và trận Derby Manchester 15/12. Một tuần sau màn so tài với Manchester United, Manchester City có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Aston Villa của Unai Emery. Nếu không sớm tìm ra giải pháp khắc phục cơn bão chấn thương và lấy lại phong độ, đội chủ sân Etihad có nguy cơ bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch ngay khi kết thúc tháng 12, tương tự kịch bản từng xảy ra ở mùa giải năm 2019-20. Manchester City đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng. Bên cạnh Rodri, nhiều trụ cột khác như Jeremy Doku, Jack Grealish và Kevin De Bruyne cũng dính chấn thương. Huấn luyện viên Pep Guardiola phải trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có trung vệ 19 tuổi Jamai Simpson-Pugh. Lịch thi đấu dày đặc phía trước càng khiến người hâm mộ Manchester City thêm lo lắng, đặc biệt là cuộc đua vô địch với Liverpool.